Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nhé. Lô này sẽ là lô K, sẽ là lô K nhé. Sẽ gồm có 7 cây, 7 cây cho bác lựa chọn này. Có cả cưa khai thác nhé, cưa gia đình. Có một con Echo 501, Echo 360 này, có Siwa, Siwa 360 nhé. Đấy, con Echo hệ khai thác này, Echo này VIP luôn. Con này Echo 39 này. Con này là con Komatsu này. Con này con Echo nóng đứng nhá. Con này là con tay dài Ryobi. Rồi, số điện thoại cửa hàng em là 0976 123 320. Bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng bên em nhé. Bác nào xem clip thì vui lòng sẽ xin nút like nhé, đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Thì cái sản phẩm theo kèm khi bác mua máy cưa sẽ gồm có cái tuýp nhá và cái rũa theo bác nhé. Rồi, em xin vào giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy cưa xích ngày hôm nay. Thì đầu tiên con K1 nhá. K1 thì giới thiệu cho mọi người con máy đến từ thương hiệu của Ryobi. Con này là máy xài dòng cho các bác cắt gia đình, cắt tỉa cây nhá, cắt củi rất là tuyệt vời luôn. Con này máy rất là đẹp này, màu vàng nhá. Đấy, lam Ryobi, máy thì còn thắng xích nhá. Lam con này là lam 35 nhá, xích là xài xích chung 91, xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Đó, máy thì có bơm xăng phụ luôn nhá, trợ lực. Đó, con này trọng lượng rất là nhẹ thôi, nó chỉ là hơn 4 kg. Các bác cắt củi gia đình, cắt tỉa thì tuyệt vời luôn nhá. Đó. Ok. Con K1 này bán cho anh em giá 2 triệu nhá. 2 triệu đó. Test nổ tiếng máy con đầu tiên cho bác nhá. Dòng này thì chạy bao các bác là cực kỳ lợi xăng. Đó. Đặc biệt là máy Echo nòng Echo cái Ryobi, những động cơ của nó là Echo nhá, 4 số luôn. Chạy bao bền luôn các bác nhá. Tăng xích tại lam luôn này. Đó. Con này thì bán anh em giá là 2 triệu bao phí ship nhá các bác nhá. Ok, tiếp theo. Tiếp theo ngày hôm nay con số 2, con K2 này thì một con Hitachi nữa nhá các bác nhá. Hitachi, con này là mã của nó CS35 nhá. Con này là 35cc, nòng 40mm, hệ cắt gia đình này. Con này được tích hợp một cái chụp giật trợ lực lớn nhá. Các bác nào lớn tuổi á, mình muốn mua con máy mà giật nhẹ nhá thì các bác chọn con này. Máy có trợ lực này, có bơm xăng phụ nhá. Đấy. Thắng xích thì còn luôn nhá, thắng xích thì còn luôn. Đó. Lam con này là lam 35 nhá, xích là xài xích chung 91. Con này trọng lượng của nó là 5 kg. Máy cực kỳ là nét luôn nhá bác nhá. Đó. Cái dòng này thì nó rất nhẹ nổ, đặc biệt thì chụp giật trợ lực lớn này. Nó giật thì nó tăng cái vòng cua cái vô lăng lên. Đó. Cho nên là cái điện nó sẽ rất là mạnh nhá. Máy nòng đứng nhá. Đấy, hai ốc dung lam này. Những cái lòng con này thì nó đời này nó xài rất là lợi xăng luôn, rất là lợi xăng nhá. Máy Hitachi. Con này là 40mm luôn, thích hợp cho bác cắt gia đình nhá. Thích hợp cho bác cắt gia đình. Đấy, hệ cắt gia đình ạ. Trọng lượng của nó là 5 kg nhá, 5 kg. Đây, toàn thể máy toàn cảnh máy đây nhá các bác nhá. 35cc, nòng 40mm. Ok, test nổ tiếng máy con số 2 cho bác. Con này giá là 2.500.000 bao phí ship cho các bác nhé. 2.500.000 bao phí ship nhé. Công tắc ở đây nhé. Kéo lê gió ra. Đấy, các bác đóng lê gió vào. Đó. Xăng chưa, khi xăng chưa lên bình xăng con thì các bác kéo lê gió ra nhé. Nổ kho một tiếng các bác đóng lê gió vào. Hitachi này thì xài bao các bác là cực êm nhá. Đây, chụp giật trợ lực lớn rất là nhẹ. Rất là êm. Ok. Rồi. Con số 3. Số 3 này thì hôm nay giới thiệu cho mọi người con đến từ thương hiệu của Komatsu. Con này là tem của nó nữa là nhãn hiệu Mazujangma 353-1, nhưng thực ra cái động cơ của nó là G3500 nhá. Mà các bác nào đã xài qua dòng G rồi thì các bác biết nhá, máy thì cực kỳ là bền luôn. Lam của nó này, lam Genoa Komatsu các bác này. Đấy, lam của con này lam 45 luôn nhá, xích là xài xích chung 91. Đặc biệt máy nó còn rất là mới nhá. Máy rất là mới này, như chưa xài dây giật trắng bốc này. Dây giật trắng bốc này. Dòng này xài rất là êm, cực kỳ loại xăng nhá. Đó.
Máy thì có bơm xăng phụ này, có bơm xăng phụ nhá, có trợ lực nhá, thắng xích thắng xiếc còn nguyên nhá, nói chung là full chức năng luôn. Trọng lượng con này là 5 kg. Cái dòng này các bác đi cắt cành thì bao các bác là cực kỳ êm, cực kỳ sướng nhá, cực kỳ là sướng luôn ạ. Máy Komatsu thì các bác đã xài qua dòng G này thì các bác biết rồi. Đấy, con này bán anh em giá 2.900.000 bao phí ship nhá. Sục K3 test nổ này, dây giật trắng bốc này, rất là êm. Dòng này nó chạy êm như chó thỏ luôn các bác nhé. Bao các bác là cực kỳ về luôn. Ok, con này giá 2.900.000 bao phí ship, siêu VIP luôn, tem mác này, xuất sắc luôn nhá. Con này thì đẹp xuất sắc luôn rồi. Rồi tiếp theo, Số 4 này thì giới thiệu cho mọi người con Echo. Con này là hệ khai thác nhá, Echo hệ khai thác nhá. Con này là công suất nó khá là lớn nhá, CSV397 nhá, Yamaha Made in Japan này. Con này là công suất của nó 40cc nòng 40 ly. Đó là hệ khai thác các bác ạ. Hàm dòng này, lốc con này lốc nhôm luôn nhá, lốc nhôm này, lốc nhôm hệ khai thác nhá. Con này lam của nó này, lam của nó lam 50 luôn này. Xích là xài xích lỡ xích 325 nhá, xích lỡ xích 325. Máy thì thắng xích còn luôn. Bơm xăng phụ này, chụp ra trợ lực lớn này. Đặc biệt máy nó còn tích hợp cái van xả áp cho các bác nhá. Thường những hệ khai thác thì nó tích hợp van xả áp cho các bác đi giật cho nó nhẹ nhàng. Các bác nhìn cái máy này, nòng đứng này. Các bác nào mà fan của Echo, thích Echo thì các bác có thể lựa chọn nhé, tham khảo con này. Con này các bác cắt cực kỳ là sướng. Máy nòng đứng này, đời cao nhá, cực kỳ là lợi xăng nhá. Con này thì bán anh em giá 3.000.000. Trọng lượng của máy là 5.7-6 kg. Vì con này làm nó khá là dài, làm dài các bác ạ. Con này thì bán anh em giá 3.000.000 bao ship nhá. Máy thì có bơm xăng phụ này, máy đẹp xuất sắc luôn này các bác này. Máy thì đẹp, bao đẹp luôn, bao chất luôn nhá, máy Echo. Ok, test nổ tiếng máy con số 4 cho bác, con này giá 3.000.000 nhá. Test nổ này, chụp giờ trợ lực nhá, rất là êm. Đây đang còn chưa đóng van xả áp vào nhá. Đóng van xả áp thì nó sẽ êm hơn, nhẹ hơn. Ok, các bác nào quan tâm sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976123370 các bác nhé. Con này bán anh em giá 3.000.000 bao phí ship. Ok, tiếp theo ngày hôm nay thì giới thiệu cho các bác một con CIOA và CIOA 360. Các bác nào thích cái dòng CIOA thì các bác có thể lựa chọn con này nhé, lam CIOA này. Con này là xài lam 35, xích là xài xích mini nhé, xích chuột. Con này thì 36cc nòng 40 ly, thích hợp cho bác đi cắt gỗ vanh ở 100-200 nhá. Cái dòng CIOA này thì nó rất là biết rồi, vòng tua lớn, máy lợi xăng, đặc biệt là nó rất là mạnh nhá. Dòng này mặc dù trọng lượng của nó nhẹ, con này trọng lượng chỉ là 5 kg, máy nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà rất là mạnh nhá. Dòng CIOA, nói về thương hiệu CIOA thì nó là thương hiệu số 1 các bác nhá, của máy cưa. Rồi tiếp tục nhá, K5 này. Đấy, thì em sẽ test nổ luôn nhá. Tiếng nổ thì dòng CIOA này thì cực chất cho các bác luôn nhá. Siêu mạnh luôn nhá. Con này giá 2.700.000 thôi. Cực kỳ chất lượng luôn. Các bác có thể cảm nhận thông qua tiếng máy. Vòng tua siêu lớn luôn. Ok. Rồi, tiếp theo con số 6. Số 6 này
một con Echo 360. Con này thì dành cho bác đi cắt keo trước nhá. Con này có bác cắt vanh 130, 140, 150 thoải mái luôn đi. Làm con này làm Latin, làm ba làm xích là xài xích trùng 91 này. Làm Latin, làm Echo luôn nha các bác nhá. Con này thì các bác xẻ xiếc cũng ok. Đấy. Con này là 36cc, động cơ 36cc nòng 40mm. Trọng lượng con này là 5,5kg. Rất là dễ dàng cho bác di chuyển. Đặc biệt thì những cái dòng hệ khai thác thì các bác có cắt cả ngày thì nó cũng không sao cả. Các bác cắt cả ngày không sao nhá. Đây hai ốc giữ làm, các bác nhìn cái bộ hơi này. Còn rất là đẹp nhá, rất là đẹp ạ. Đó, con này thì giá là 2,4 triệu bao ship. Con này thì bao mạnh cho các bác luôn nhá. Bao mạnh, bao lì đòn luôn. Còn A6 này, con K6 này giá là 2,4 triệu nhá, bao phí ship, test nổ này, công tắc thì bật lên nhá. Rất là mạnh ạ. Rất là mạnh và êm nhá. Ok, rồi cuối cùng ngày hôm nay thì giới thiệu cho anh em một con khai thác chuyên nghiệp nhé. Con Echo 501. Con này là 50cc luôn các bác này. Máy lớn nhá. Lam các bác nhìn cái lam Latin của nó này, quá chất lượng luôn. Lam con này lam 50. Xích của nó là xà xích đại nhá. Xích là đại, xà xích đại. Dành con này thì cho các bác đi xẻ xiếc hạ cây chuyên nghiệp đi. Đó. Con này thì siêu mạnh rồi. K7 này giá 2,7 triệu nhá. Trọng lượng con này là tầm 7kg. Dòng Echo thì nó chạy thì cực kỳ là VIP nhá. Cực kỳ là mạnh luôn. Con này thì các bác có cắt siêu bền luôn nhá. Với cái tầm tiền giá 2,7 triệu các bác chọn cái máy Trung Quốc thì các bác chuyển sang những cái dòng này thì cắt thì không bao giờ lo là máy móc nó trục trặc nhá. Rất ít khi hỏng vặt, rất chất lượng luôn. Đó. Con này bên em bán anh em giá 2,7 triệu bao phí ship cho bác nhá. Test nổ này. Rất là mạnh. Công suất của nó lên tới 50cc luôn, siêu mạnh luôn. Ok, đó. Rồi, bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 123 370 nhé. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.